Tết cổ truyền hay đơn giản là Tết, hay còn gọi là Tết Nguyên Đán, là dịp lễ đầu năm mới theo âm lịch của các dân tộc thuộc vùng văn hóa Đông Á, gồm có Trung Quốc, Nhật Bản, bán đảo Triều Tiên, Đài Loan và Việt Nam. Nhưng theo dòng chuyển của lịch sử, người Nhật Bản dần bỏ Tết Nguyên Đán, còn người Trung Quốc, Triều Tiên và Việt Nam vẫn giữ truyền thống đón Tết, cho dù họ ở bất cứ nơi đâu trên thế giới. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một góc nhỏ tại thành phố Long Xuyên. Xem sau nhiều tháng phải chịu ảnh hưởng của dịch Covid, thì chúng ta xem người dân ở đây chuẩn bị đón Tết Xuân Nhâm Dần như thế nào nhé. Và trước mặt mọi người là đèn bốn ngọn. Đây là nơi giao thoa giữa bốn con đường chính của thành phố Long Xuyên. Người ta nói rằng nếu như mà bạn đến Long Xuyên á mà không ghé ngang qua đèn bốn ngọn là coi như là bạn chưa có đến Long Xuyên. Chúng ta đang đi trên con đường Nguyễn Trãi. Đây là một trong các con đường chính tại thành phố Long Xuyên. Bên tay trái thì có trường Trung học cơ sở Nguyễn Trãi, còn bên tay phải thì có trường Trung học phổ thông Long Xuyên. Còn đây là phố đi bộ Hai Bà Trưng Nguyễn Huệ, nằm ngay trục đường chính tại thành phố Long Xuyên, bắt đầu hoạt động vào đúng dịp Tết Nguyên Đán năm 2019. Ở đây tổ chức nhiều cái hoạt động nghệ thuật chào đón năm mới, như là ẩm thực để phục vụ khách du lịch, chương trình văn nghệ ăn gian chào năm mới, chương trình bắn pháo hoa đêm giao thừa, và vào trong các ngày lễ Tết thì hay diễn ra nhiều cái hoạt động văn hóa nghệ thuật mừng đảng mừng xuân, nhằm phục vụ người dân và khách du lịch khi đến đây. Đây là khu chợ Tết Long Xuyên, mặc dù năm nay bị ảnh hưởng của dịch Covid khá là nặng, nhưng người dân Long Xuyên vẫn cố gắng mua sắm cho đủ đầy trong 3 ngày Tết. Ẩm thực ở Long Xuyên thì rất là phong phú và đa dạng. Một số món ăn rất là nổi tiếng ở Long Xuyên, như khi mà bạn đến Long Xuyên là nhất định bạn phải thử. Ví dụ như là bánh xèo rau rừng nè, rồi lẩu trâu, cơm tấm Long Xuyên, bún cá Long Xuyên, gỏi sầu đâu, rồi bún mắm. Và đây là tiệm bánh mì Phượng. Đây là tiệm bánh mì khá là nổi tiếng ở Long Xuyên. Nếu như mà các bạn ăn một lần thôi là các bạn sẽ đi ghiền đấy. Quê hương là chùm khế ngọt cho con trèo hái mỗi ngày. Quê hương là đường đi học, con về giờ bướm vàng bay. Tết là hy vọng, là sum họp,
Chính vì thế cho dù chúng ta có đi làm ăn xa đến đâu đi nữa thì cũng cố gắng quay về quê hương để quây quần bên gia đình chào đón năm mới, gác lại công việc bộn bề qua một bên để tâm hồn được thoải mái, thư giãn, vui chơi. Đây là công viên Hồ Nguyễn Du. Hồ Nguyễn Du nằm trên bờ sông Hậu, một khu vực rất là yên tĩnh của đường Lê Lợi. Có lẽ đây là con đường mát nhất của thành phố bởi vì có rất là nhiều cây xanh với khung cảnh rất là lãng mạn và thơ mộng. Chính vì thế chúng ta hay bắt gặp các cặp đôi tình nhân đến đây để mà hẹn hò. Ở khu vực Hồ Nguyễn Du còn có một cái bến phà nhỏ bắc qua cồn Phó Ba. Đây là một địa điểm du lịch khá là nổi tiếng tại thành phố Long Xuyên. Đến hẹn lại lên, khu chợ hoa Tết Long Xuyên đã trở thành nét đặc trưng ngày Tết của mảnh đất An Giang. Mọi người rất là thích thú bởi vì khi đến đây mọi người sẽ cảm nhận được rất rõ không khí xuân đang tràn về. Với không gian rất là thoáng đãng của đoạn đường giữa hai chiếc cầu, đó là cầu Hoàng Diệu và cầu Duy Tân. Khi mọi người đến tham quan mọi người có thể lựa chọn những cái chậu hoa đẹp hoặc là chụp những cái bức ảnh đẹp tại cái chợ hoa Tết. Chợ hoa Tết Long Xuyên được bố trí nằm dọc theo bờ kè đường Bùi Văn Danh, đường Phạm Hồng Thái và đường Lê Thị Nhiên nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển các chậu hoa cũng như là cây kiểng bằng đường thủy. Chợ hoa Tết Long Xuyên thực sự là điểm đến không thể thiếu với du khách khi đến với An Giang vào mỗi dịp xuân về. Chợ hoa không chỉ là có các cái nhà vườn trong tỉnh mà còn thu hút sự tham gia của nhiều nhà vườn khác nhau đến từ tỉnh lân cận như là Đồng Tháp, Tiền Giang, Bến Tre, Sóc Trăng. Ở đây được bày bán rất là nhiều loại hoa, cây kiểng như hoa vạn thọ, hoa cúc,
thược dược, hoa cát tường, hồng nhung, hoa hướng dương. Trước thì năm mới bước sang năm Nhâm Dần, mình chúc cho mọi người luôn ấm no hạnh phúc, phát tài phát lộc và luôn mạnh mẽ như hổ. Chúc cho đất nước chúng ta sẽ sớm chiến thắng được đại dịch Covid. Và mọi người ơi, nếu mọi người xem video clip mà cảm thấy thích, vui lòng cho mình xin một like và một subscribe nhé, để mình có nhiều động lực làm nhiều cái video clip hấp dẫn hơn nữa. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào video clip tiếp theo nhé. Chai Chen.